mạng xã hội, nơi chúng ta có thể kết nối với nhau ở khắp nơi trên thế giới. Facebook, TikTok, YouTube đang dần len lỏi vào cuộc sống hàng ngày chỉ bằng một vật dụng đã trở nên quen thuộc với con người, điện thoại di động. Mạng xã hội giống như một xã hội thu nhỏ vậy, khi mà ở trên này, chúng ta có thể giao lưu, gặp gỡ với rất nhiều người, bình phẩm về một thứ gì đó. Tất nhiên, với một xã hội như vậy, thì việc có rất nhiều thể loại người nơi sinh hoạt là điều tất yếu. Người tốt có, người xấu cũng không ít. Và đương nhiên, sẽ không thể không có những tên sát thủ với tâm trí điên loạn, ẩn mình sau tấm màn hình, ngày ngày lên mạng xã hội, tìm kiếm, dụ dỗ con mồi vào chồng. Và cái tên được nhắc đến trong video lần này không phải là cái tên nào xa lạ, Shiraishi Takahiro, hay được biết đến rộng rãi hơn qua biệt danh sát thủ Twitter. Takahiro Shiraishi là một thanh niên người Nhật điển hình, đeo kính, hiền lành, ít nói, sống trong một căn hộ nhỏ tại một khu dân cư ngoại ô Tokyo. Thế nhưng, vào một buổi sáng ngày Halloween năm 2017, cảnh sát Nhật đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng dưới nền nhà người đàn ông 30 tuổi này, khi có tới 9 thi thể không còn lành lặn, cùng 240 chiếc xương người được nhét chặt thùng làm lạnh, hộp đựng dụng cụ. Hắn ta thậm chí còn rải cát vệ sinh của mèo lên các thi thể để khử mùi. Theo lời kể của thành viên trong gia đình, Shiraishi từng là một đứa trẻ hiền lành và có thể giao tiếp với mọi người xung quanh một cách hoàn toàn bình thường. Khi còn đi học, thành tích của hắn không hẳn là quá xuất sắc, nhưng hắn khá chăm chỉ. Một vài người bạn cùng lớp còn nhận xét tên này không nổi bật, nhưng cũng không hề khó gần, thích chơi thể thao và là một người biết lắng nghe và không hay nói về bản thân mình. Một người bạn khác của hắn còn nói rằng Shiraishi trầm tính đến mức nhiều người cũng không nhận ra hắn khi tin tức về tội ác của sát thủ Twitter được đưa lên truyền hình. Trong gia đình, Shiraishi đặc biệt thân thiết với cha, một nhà thiết kế các bộ phận cho xe hơi, vì mẹ và em gái hắn đã chuyển đến ở gần trường học của cô em gái. Ngoài ra, một người bạn gái cũ của Shiraishi cũng gọi hắn là một người đàn ông nhẹ nhàng, không bao giờ nóng giận với phụ nữ. Và khi cô đó che tay Shiraishi, hắn ta chỉ ôm lấy người phụ nữ này và năn nỉ bạn gái cũ đừng bỏ đi. Vậy điều gì đã khiến một con người tưởng chừng vô hại này lại sẵn sàng làm những hành động khiến cho cả thế giới phải bàng hoàng khi sẵn sàng ra tay tàn độc với 9 người vô tội như vậy? Tất cả người thân quen với hắn đều có chung một nhận định, Shiraishi là một người hiền lành và thân thiện. Nhưng có lẽ đây chỉ là vỏ bọc để hắn ta che giấu bản chất thực sự của mình là một tên sát thủ máu lạnh. Một người bạn từng học cùng lớp với kẻ sát nhân này hồi tiểu học cho biết, Shiraishi và các bạn rất thích chơi trò bóp cổ nhau để cho vui, và hắn từng tham gia trò chơi quái dị này nhiệt tình đến mức đã lăn ra ngất xỉu. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Shiraishi xin được việc làm ở một siêu thị, nhưng bỏ việc ngay sau khi mới đi làm được một ngày. Một thời gian sau, hắn trở thành một tên cò mồi, môi giới gái mại dâm, hoạt động tại Kabukicho, khu đèn đỏ lớn nhất ở Tokyo. Cụ thể hơn, hắn sẽ tìm đến những cô gái trẻ, nhẹ dạ và lười lao động, hứa hẹn rằng sẽ giúp họ tìm được những công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao, rồi lừa họ làm việc cho những câu lạc bộ tại Kabukicho. Vào tháng 2 năm 2017, hắn bị cảnh sát bắt và phải chịu án tù treo vì lừa bán một cô gái trẻ và động mại dâm. Các đồng nghiệp của Shiraishi cũng không thể chịu nổi phong cách làm việc trơ tráo của hắn, đến mức họ từng đăng ảnh hắn lên Twitter với dòng chú thích: "Hãy cẩn thận với gã này." Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nhen nhóm trong đầu Shiraishi. Tháng 6 năm 2017, hắn than thở với cha rằng còn không biết tại sao con vẫn còn sống nữa. Và bi kịch bắt đầu từ đây. Hắn chuyển đến sinh sống tại căn hộ một phòng ngủ ở Jama, phía tây bắc ngoại ô Tokyo vào ngày 22 tháng 8 năm 2017. Chính căn hộ này đã trở thành hiện trường của 8 vụ giết người đẫm máu. Tại đây, hắn lập nhiều tài khoản Twitter, tự nhận là một đao phủ chuyên nghiệp và liên hệ với những người phụ nữ trẻ muốn tự sát, rồi hứa sẽ chết cùng họ để họ không phải cô đơn. Việc tìm kiếm và dụ dỗ các cô gái trẻ qua Internet không quá khó khăn với Shiraishi, một kẻ mà đã có nhiều năm đi lừa các thiếu nữ và động quỷ trải khắp Kabukicho. Tên sát nhân Twitter sẽ chọn ra những người hay tâm sự trên Internet, tìm hiểu những mối bận tâm cũng như khổ đau của họ, tìm cách nói chuyện, đưa lời khuyên và giả vờ chia sẻ với các nạn nhân rồi hẹn gặp mặt khi hai bên đã đủ thân thiết. Nạn nhân đầu tiên của Shiraishi, trớ trêu thay, lại chính là người yêu của hắn. Một nữ nhân viên văn phòng 21 tuổi đã tìm đến Shiraishi để tự sát. Qua nhiều lần nói chuyện trên Internet, hai người dần dần có tình cảm với nhau. Shiraishi thì muốn gắn bó với cô gái này cả đời để sống dựa vào túi tiền của nạn nhân. Nhưng sau khi cô gái ép hắn phải trả lại tất cả tiền mà hắn đã vay của mình, cộng với việc Shiraishi nghi ngờ bạn gái đang cắm sừng mình, hắn đã giết luôn người yêu. Shiraishi khai nhận với cảnh sát rằng hắn sát hại nạn nhân ngay sau khi gặp mặt họ, sau đó sẽ phi tang thi thể. Và lần đầu tiên gây án, Shiraishi tốn 3 ngày để thu dọn hiện trường và phân xác cô bạn gái xấu số.
nhưng từ nhận nhân thứ hai trở đi, tất cả chỉ tốn có một ngày. Lời khai này của hắn trùng hợp với những gì cảnh sát tìm thấy ở căn hộ của Shiraishi, bao gồm kéo, dao, cưa và đồ làm mộc. Thêm vào đó, cảnh sát còn tìm thấy dây chói trong nhà của Shiraishi và họ tin rằng hắn đã giam giữ một số nạn nhân vài ngày trước khi xuống tay với họ. Hàng xóm sinh sống lân cận quanh nhà của Shiraishi cũng từng ngửi thấy mùi hôi thối như cống rãnh hoặc cá chết bốc ra từ căn hộ của hắn từ tận tháng 8 năm 2017, nhưng không ai báo với cảnh sát cả vì không muốn can dự vào cuộc sống cá nhân của người khác. Tội ác kinh tởm này của hắn bị phát giác nhờ anh trai của một nạn nhân khi anh này đã gậy ông đập lưng ông, sử dụng chính Twitter để giăng bẫy kẻ sát nhân đối bại. Ngày 24 tháng 10 năm 2017, anh báo với cảnh sát sau khi không thể liên lạc với em gái trong nhiều ngày. Các điều tra viên đã trích xuất dữ liệu từ các camera trên đường phố và phát hiện ra người cuối cùng cô gái gặp gỡ là một người đàn ông, sau này được xác định chính là Takahiro Shiraishi. Người anh đã đăng nhập vào tài khoản Twitter của cô em gái để tìm kiếm manh mối và phát hiện ra em gái có ý muốn tự sát. Anh cũng phát hiện ra tin nhắn của cô em gái hẹn sẽ chết cùng với Shiraishi. Nhận ra rằng chủ tài khoản Twitter hay nói chuyện với em gái mình chỉ theo dõi và tương tác với các cô gái, anh đã nhờ một người bạn là nữ nhắn tin và hẹn gặp mặt với Shiraishi. Sau khi sắp xếp được cuộc gặp, anh gọi điện để báo cảnh sát để họ có thể mai phục Shiraishi tại điểm gặp mặt. Cảnh sát gõ cửa nhà Shiraishi, đặt câu hỏi về cô gái mất tích. Và dùng giận thay, hắn không hề chối bỏ mà chỉ thẳng tay vào chiếc thùng làm lạnh ở góc nhà, lạnh lùng trả lời: "Cô ta ở trong đó đó." Khi đứng trước vành móng ngựa, cảnh sát nhân khai nhận lúc đầu hắn ta đã định chối bỏ sạch mọi tội lỗi, nhưng cuối cùng lại quyết định nhận lỗi khi nhận thấy rằng có quá nhiều bằng chứng chống lại mình. Vị luật sư của hắn biện hộ rằng các nạn nhân đều có ý muốn tự sát và họ đồng ý để Shiraishi giết mình. Chính vì vậy, Shiraishi xứng đáng nhận một bản án nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, Shiraishi đã gạt đi lời biện hộ này, thừa nhận rằng hắn đã tự ý sát hại những người xấu số đó và hắn muốn nhận toàn bộ trách nhiệm. Shiraishi cũng bày tỏ ý muốn không kháng cáo và chỉ mong phiên tòa chấm dứt càng nhanh càng tốt để tránh cho cha mẹ hắn khỏi những khó khăn không đáng có. Theo lời khai của chính Shiraishi, sau khi cãi nhau với cha, hắn quyết định sẽ quyến rũ những người phụ nữ cô đơn và lừa sạch tiền của họ. Lúc đầu, hắn không có ý định giết người mà chỉ có ý muốn đánh thuốc, cưỡng hiếp và cướp tiền của nạn nhân. Nhưng sau đó vì sợ bị tố cáo, hắn quyết định thủ tiêu luôn người bị hại để bịt đầu mối. Shiraishi nói rằng tuy lúc đầu hắn không dám giết người, nhưng vì hắn đã phạm pháp rất nhiều lần trước đó, nên hắn nghĩ rằng chỉ cần mình không bị phát hiện thì sẽ không sao. Hắn cũng thừa nhận cho dù hắn có thể xót xa cho một vài nạn nhân, nhưng hắn không thể ân hận. Và nếu không bị cảnh sát bắt giữ thì hắn cũng chẳng thể hối tiếc gì. Một thành viên bồi thẩm đoàn cho biết, khi tôi nghe lời khai của bị cáo, tôi tưởng tượng những vụ giết người bị cáo làm trong đầu. Đôi khi, tôi nhớ lại cách giết người dã man của bị cáo vào ban đêm, nên nó khá nặng nề với tôi. Tờ Mainichi Shimbun đã phỏng vấn Shiraishi ngay sau khi hắn bị tuyên án tử vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Trong cuộc phỏng vấn này, Shiraishi trả lời rằng hắn muốn gặp gỡ, tìm hiểu và cưới một cô gái bình thường trước khi bị xử tử để có thể tận hưởng cuộc sống bình thường dù có đang ở tù. Và nếu có vợ, hắn sẽ được tiếp tế thường xuyên hơn. Cho đến hiện tại, tên sát thủ vô nhân tính này đã nhận bản án thích đáng của mình, chấm dứt cơn ác mộng mỗi khi dùng mạng xã hội Twitter của người dân Nhật Bản. Vụ án của Takahiro Shiraishi khiến công chúng liên tưởng đến Hiroshi Maeo, khi cách thức gây án của hai tên này có một sự tương đồng đến đáng sợ. Nếu các bạn có hứng thú với tên sát thủ này và muốn chúng mình làm một video về hắn thì có thể để lại comment bên dưới để chúng mình biết nhé. Và đó là kết thúc cho video về tên sát thủ Twitter máu lạnh Takahiro Shiraishi. Qua đây, ta có thể thấy rằng mạng xã hội nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Hãy thật tỉnh táo khi tiếp xúc với bất cứ nội dung nào trên không gian mạng và đặc biệt thận trọng khi giao tiếp với những người mà các bạn không quen biết trên mạng xã hội. Bởi biết đâu, người đang nói chuyện với các bạn ở bên kia màn hình là một gã sát thủ tâm thần thì sao?